làm công nhân và kinh doanh hai khía cạnh tưởng chừng như trái ngược nhưng lại có thể bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo làm công nhân bạn có cơ hội học hỏi từ thực tế từ những kỹ năng cần thiết trong công việc hàng ngày bạn sẽ hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất cách thức vận hành của máy móc và quan trọng hơn bạn sẽ biết được giá trị của từng giọt mồ hôi từng phút giây lao động những kinh nghiệm này sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho bất kỳ ai muốn khởi nghiệp khi bạn quyết định bước vào con đường kinh doanh những kiến thức mà bạn tích lũy được từ thời gian làm công nhân sẽ giúp bạn rất nhiều bạn sẽ biết cách quản lý thời gian phân chia công việc và tối ưu hóa quy trình làm việc hơn nữa bạn cũng sẽ hiểu được nhu cầu của khách hàng bởi vì bạn đã từng là một phần trong chuỗi cung ứng đó tuy nhiên không chỉ dừng lại ở đó kinh doanh không chỉ là bán hàng mà còn là nghệ thuật giao tiếp xây dựng mối quan hệ bạn cần phải biết cách thương lượng thuyết phục và đôi khi là cả quản lý cảm xúc của bản thân và người khác việc kết hợp giữa kinh nghiệm làm công nhân và kỹ năng kinh doanh sẽ tạo ra một lợi thế cạnh tranh lớn cuối cùng hãy nhớ rằng sự kiên trì và lòng đam mê là chìa khóa để thành công không có con đường nào trai đầy hoa hồng nhưng nếu bạn có đủ quyết tâm bạn sẽ tìm ra cách để vượt qua mọi thử thách hãy bắt đầu từ những bước nhỏ nhất và từng ngày một bạn sẽ thấy mình tiến xa hơn trong cả hai lĩnh vực này chúc bạn thành công